Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam có tên viết tắt là VCI, được thành lập theo quyết định số 1394/QĐ-LĐ-TB-XH ngày 3 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Với định hướng và quy hoạch ban đầu xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo dạy nghề chuẩn quốc tế, trường đã được các bộ ngành, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, trung tâm dạy học chuyên nghiệp hiện đại. Sau 10 năm hình thành và phát triển, đến nay, trường Cao đẳng Công thương là một trong những trường có chất lượng đào tạo tốt, tạo được tiếng vang, có uy tín trong việc dạy và học. Thông qua lễ hội giao lưu văn hóa và học thuật lần 2 cùng với Học viện Nhật ngữ GAG và Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán Zealand, trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã ký kết hiệp định hợp tác hữu nghị. Đại diện của trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, ông Lê Đại Hùng và ông Hasino Nobuo, chủ tịch Hiệp hội Zealand, đã cùng ký xác nhận bản hiệp định hợp tác. Sau một thời gian bàn bạc giữa hai lãnh đạo, trường Cao đẳng Công thương Việt Nam và Học viện Nhật ngữ GAG cùng với các thầy cô phòng ban chuyên môn, chúng ta đã có buổi lễ ký kết, đã mở ra một bước ngoặt lớn cho khoa tiếng Nhật nói riêng cũng như cho nhà trường nói chung. Thay mặt cho lãnh đạo trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc tới quý lãnh đạo cùng thầy cô hai trường luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ, luôn đoàn kết, luôn may mắn và luôn thành công. Việc hợp tác của trường Cao đẳng Công thương Việt Nam với Học viện GAG và Hiệp hội Zealand đã mở ra nhiều cơ hội phát triển của nhà trường. Chất lượng đào tạo tiếng Nhật của nhà trường cũng được nâng cao. Việc dạy và học của các thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên cũng đạt được chất lượng tốt. Các sinh viên khi theo học tại đây sẽ có nhiều cơ hội được giao lưu học hỏi, thực tập tại Nhật Bản và sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có điều kiện sang làm việc tại Nhật Bản. Đối với các bạn du học sinh và thực tập sinh, để có được một cuộc sống ổn định lâu dài tại Nhật Bản, ngoài năng lực về tiếng Nhật thì bằng cấp chuyên ngành Seimon cao đẳng đại học có thể coi là một trong những yếu tố cần thiết nhất. Nắm được nhu cầu thiết yếu đó, trường Cao đẳng Công thương Việt Nam kết hợp cùng với Học viện Nhật ngữ GAG mở ra cho sinh viên một hướng đi mới, giúp các bạn mới tốt nghiệp cấp 3 và những bạn mong muốn có được bằng cấp thiết yếu mà không cần phải bỏ ra quá nhiều chi phí cũng như thời gian. Chương trình đào tạo cử nhân thực hành chính quy trực tuyến ra đời giúp giải quyết vấn đề về trình độ và bằng cấp mà chỉ cần học online. Ưu điểm của khóa học này là học online mọi lúc mọi nơi, phù hợp với người đi làm bận rộn, lộ trình học tập riêng, phù hợp với những bạn đang là thực tập sinh, du học sinh, học ngoài giờ. Kiến thức thật từ đội ngũ giảng dạy là các giám đốc quản lý và chuyên gia doanh nghiệp. Tiết kiệm chi phí và thời gian so với việc học chứng chỉ tại các trường chuyên môn của Nhật Bản. Bằng cấp chính quy được cả Bộ Giáo dục Việt Nam và Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản công nhận, mở ra cơ hội xin việc ở cả Nhật Bản và Việt Nam. Mong rằng đây sẽ là cơ hội và lựa chọn tuyệt vời cho những bạn sinh viên mong muốn làm việc lâu dài và ổn định tại Nhật Bản. Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo song phương, Văn phòng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam chính thức được thành lập tại Nhật Bản, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong công tác giáo dục đào tạo và hợp tác quốc tế của nhà trường.